vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với đó là channel của Nơ Mơ Hạt. Thì theo câu của khá là nhiều anh em thì clip này mình sẽ làm về đó là xạ thủ Sơ Lim. Thì có lẽ là đối với xạ thủ Sơ Lim thì cũng có thể khắc chế khá là nhiều vị tướng, đặc biệt thì cái lọc cơ khí nó tạo được rất là nhiều bất ngờ. Và Sơ Lim ở mùa 21 này thì như thế nào, ra sao, trang bị bảng ngọc phù hiệu thì mình cũng sẽ phân tích cho anh em luôn. Ở trận đấu này thì mình đối đầu bên kia đó là một vị tướng Zon và cái tên thì cực kỳ là đặc biệt, đó là Zon Shopee. Và mình nghĩ ai mà đặt cái tên như vậy thì chắc chắn là chơi Zon cũng rất chỉ là nhiều rồi. Mới đặt cái tên như vậy hoặc là cây tục Zon gì đó. Ở trận đấu này thì bên mình đó là có Isat, đó là ST, còn bên kia thì đó là Grak. Ok, thì nói chung giai đoạn đầu game thì xin nhẹ đó là con chim một xíu. Ôi thôi Zon rồi, pha này Zon cướp được chim rồi anh em ạ. Zon có chim rồi, Sơ Lim mất chim rồi. Đối với Sơ Lim thì cũng giống như Zon vậy á, giai đoạn đầu game thì khá là yếu. Giai đoạn đầu game thì lường đám chưa đảm bảo nên là cứ tích cực phá một xíu thôi. Bây giờ thì nhận thấy là có một pha là cướp bóc, pha này thì rẻ lại chơi luôn này, chạy đâu, lao cơ khí một phát này, này thì tốc biến này. Tốc biến nhưng mà vẫn dính rồi, lên bảng điểm số này. Pha này thì tém bên mình đó là có Superman, Superman thì đi đường giữa anh em ạ, lao cơ khí. Dính trúng là xạ thủ tém địch chứ không phải là rừng tém địch. Đống như vậy thì lao cơ khí kiểu gì cũng dính nhưng mà cuối cùng thì cũng không cứu được. Đó là đến từ vị trí của Superman tém mình. Pha này thì lại dính đó là xạ thủ tém địch rồi này. Nhưng mà tầm này thì lượng đám của mình hạn chế quá anh em ạ. Đối với Sơ Lim thì ít nhất cũng phải có 3 món đồ khi đó mới phát huy cái sức mạnh của vị tướng này được. Chỉ giai đoạn đầu game thì vị tướng này khá là yếu nhá. Còn giai đoạn về sau là một câu chuyện khác. Pha này thì tém bên địch đó là đang tập trung ăn rông, lao cơ khí này. Dính vào đó là rừng của tém bên địch rồi. Hiện tại thì rừng tém địch đang bị cầu máu. Pha này thì mình sẽ tránh chấp nhá, không cho đó là rừng tém địch ăn con rông một cách đó là dễ dàng. Rồi pha này lao cơ khí dính tiếp này. Ok, bắn luôn này, bắn luôn này. Tiền đó là SP tém địch lên bảng điểm số. Pha này thì chắc có lẽ là mình phải đó lo so cơ khí bỏ chạy thôi. Bởi vì anh em thấy thì tém bên địch tập trung đây rất chứ là đông luôn. Ôi, pha này thì trật mất rồi. Thực tế cái lao cơ khí của Sơ Lim thì nếu mà đối phương có tâm nhìn thì đối phương vẫn có thể né một cách khá là dễ. Bởi vì tốc độ của nó thì không phải là nhanh. Nhiều khi anh em lao thì cũng phải đó là hack nào đối phương nữa. Hoặc là anh em ở xa lao đối phương không có tâm nhìn. Chứ điều đối phương mà có tâm nhìn thì thực sự là rất chứ là dễ né luôn. Đặc biệt là những vị tướng là cơ động. Thì đối với chất tướng Sơ Lim thì bộ chiêu thức nó sẽ như thế nào thì mình sẽ phân tích qua cho anh em một xíu để anh em hiểu rõ hơn. Chiêu thứ nhất thì lao cơ khí. Thì anh em gọi là phí cái lao ra. Trúng mục tiêu thì sẽ bị làm choáng. Nếu mà càng xa thì tỷ lệ choáng càng lâu, tối đa lên đến 2,5 giây luôn anh em ạ. Anh em mà choáng đối phương 2,5 giây mà lao lại bắn thì chắc chắn giai đoạn cuối game thì kể cả các vị tướng tanker thì cũng phải đó là tụt máu không phanh. Chứ đừng có nói những vị tướng máu giấy anh em ạ, máu giấy thì chỉ vài ba phát thôi. Còn chiêu thứ hai thì lo xó cơ khí thì anh em nhảy thì giúp anh em tăng công vật lý thôi. Còn chiêu cuối thì bật thì giúp anh em tăng tốc độ di chuyển kèm theo đó. Thì giúp anh em bắn theo phần trăm máu nữa. Vì thế khi kích hoạt chiêu cuối thì anh em bắn những vị tướng tánh cớ cũng cực kỳ là đau luôn. Rồi pha này thì lao cơ khí dính đó là xạ thủ tém địch rồi. Một pha ulti tốc biến khá là đẹp đến từ vị trí của Grak. Nhưng mà SP tém mình có dài. Pha này thì mình được bắn free rồi anh em ơi. Rồi một em lên bảng điểm số, lao cơ khí luôn. Và cuối cùng thì Superman tém mình lại dầm một phát. Và xạ thủ tém địch thì tốc biến nhưng mà cuối cùng thì cũng bị là Superman ăn rồi. Vậy là khá là ok, siêu việt dành cho Sơ Lim. Và một điểm nữa đó là mình thích vị tướng Sơ Lim này. Đó là anh em thấy thì nội tài của vị tướng Sơ Lim này cực kỳ là thích luôn. Đó là đòn đánh thứ hai quá đòn đánh thứ ba. Đòn đánh thương thứ ba thì giúp là có khả năng xuyên thấu nữa.
Vì thế trong combat tổng, Slim bắn cực kỳ là thích luôn. Xuyên quá đó là nhiều người từ đòn đánh thứ ba nữa. Nên là với Slim thì khả năng đó là bắt lẻ, khả năng là trong combat tổng đều là tối ưu nhá. Rồi pha này thì đang thấy là Grab tem đi trong bụi á, rồi cho SP tem mình lao vào đã, rồi mình lao sáo này, rồi lao cỡ khí này dính trường này. Khi đó là Grab tem đi, đó là bất chiêu cuối, mình chỉ cần đó là sử dụng cái lao cỡ khí choáng một phát là nó sẽ mất pha này. Lao cỡ khí này, dính rồi nhá. Khi anh em lao cỡ khí trúng tướng địch thì sẽ được là tăng tốc độ di chuyển. Và mình thấy đó là Alistair của tem đi trong bụi á, nhưng mà chắc chắn thì không dám lao vào đâu, hay lao vào thì bị nó làm thịt luôn á. Thịt thỏ rồi, pha này thì lại bắt này chạy đâu, ôi pha này trật mất rồi. Nhưng không sao cả anh em ơi, với lượng máu đó của John thì chắc chắn John cùng lên bàn điểm số. Nhưng mà tí ni thì đã ăn được, nên là điểm hạ gục của John thì dành cho đó là Isat Teming. Không sao cả anh em ơi, Isat Teming gọi là cười nhẹ một xíu. Ok, thì bây giờ lại thấy đó là Alistair Teming rồi, pha này thì mình lại được bắn rồi anh em ạ. Lùng ngay cái màn truyền thuyết choáng nhẹ đó là vì tướng dừng tém địch một xíu. Ok, thì bây giờ lại tiếp tục đó là lên lén của mình, và chắc có lẽ sẽ lấy luôn đó là cái trụ ở đường rông, không biết có lấy được hay không này. Nhưng mình nghĩ bây giờ thì lấy cũng khá là mạo hiểm, bởi vì anh em thấy thì bây giờ mình mất sai rồi nhá. Mà dọn tém địch thì chắc cũng gần rá nữa, nên là thôi. Và này thì quay trở lại xin nhẹ đó là con chim. Rồi, ôi choáng trúng rồi này. Rồi choáng trúng rồi thì tạm biệt bàn gión này, chạy đâu bạn ơi. Tiền giòn lên bảng điểm số. Và này thì Grab tém đi cùng lại hỗ trợ, nhưng không sao cả anh em ạ. Lo xo cơ khí, nhảy đi thôi. Bây giờ thì cái trụ của tém đi khá là thấp máu, và bây giờ mình thấy tâm nhìn của rừng tém đi dưới kia rồi. Thì pha này mình sẽ tự tin băng lên anh em ạ. Tự tin khoe cả tính thôi. Ok, pha này mà Grab tém đi không về là mất cả người cả trụ này. Lao cơ khí này, dính trường này. Ôi tâm xá thế này thì chạy đâu bạn ơi. Grab, phát đó thì Grab tem đi có giải, nên Superman tem mình thì không thể là đẩy được á. Nhưng mà không sao cả anh em ạ, vậy là cũng ổn rồi, vậy là có lợi thế rồi. Ăn được màng của John tem đi, lấy thêm được cái trụ nữa, bây giờ quay trở ra. Đó là đường dừa thôi. Mình thì vẫn đáng con đó là khả năng bất tử anh em ơi. Thì hiện tại bây giờ mình thấy là Tu Len tem mình có bột sánh rồi nhá, nên là mình xin nhẹ đó là bột sánh của Tu Len một xíu, bởi vì Tu Len vừa ăn bột sánh của tem bên địch á. Mà mình thì hết năng lượng rồi, nên là vào xin nhẹ còn búa sánh. Thực tế thì khi có búa sánh rồi thì anh em ăn cũng được, không sao cả. Chứ trước có búa sánh thì chắc chắn là mình sẽ không ăn búa của rừng, bởi vì Tu Len thấy màu chất tướng cũng cân đó là năng lượng nữa. Thì hiện tại bây giờ thì thế trận thì cũng khá là ổn dành cho tem bên mình rồi. Hiện tại thì có một phá đó là giáo tránh, nhưng pha này thì mình không dám lên cáo, bởi vì gần đặt tem đi kéo nhá. Có Grak là anh em chơi AD phải hết sức cẩn thận. Đó là anh em đừng có bao giờ đó là đứng một cách hở hánh để Grak kéo cả. Anh em phải đứng phía sau, đứng phía sau SP, đứng phía sau con tí ni á. Ví dụ như pha này chẳng hạn, đấy Grak kéo hụt thì chỉ cần đó là kéo trúng SP tem mình thì mình không sao cả anh em ơi, chứ kéo trúng mình là mệt á. Pha này thì chọn trúng nhưng mà chắc chắn thì cũng chưa làm được gì cả. Tu Len tem mình lại, ôi đám Tu Len to chứ. Lối điều kiện thúc Grak luôn kia. Ui, đám Tu Len to thực sự anh em ạ. Đó, con bài Tu Len thì gần như bây giờ là hot pick anh em ấy. Không cầm thì chắc chắn 100% là sẽ tròn á. Bây giờ gọi là con bài Tu Len nó đám cực kỳ lào luôn. Ô, pha này định làm gì đây bạn ơi? Ôi, pha này bắn trụ trời mình. Này thì quạt này, tốc biến né nhẹ một xíu này. Quay trở lại xả ra thướng này. Bắt Slim không dễ mô. Hơn nữa thì mình có thêm được là cái tốc biến nữa. Rừng tém địch có lẽ là hơi á cái á. Thì bây giờ mình nhận thấy đó, Tu Len vừa lại cướp được bột sánh của rừng tém địch, nên là mình lại có bột sánh của nhà rồi. Đánh thế này thì cực kỳ là thích luôn anh em ơi. Vừa ăn được bột sánh của rừng tém địch, vừa đó là lùng ngáy được đó là còn bùa nhà nữa. Tuyệt vời. Ôi pha này thì bị xích rồi, nhưng mà pha này mình lao cớ khỉ choáng trúng rồi này. Chạy đâu, ăn được màng quả letter rồi này. Superman cảm ơn mình một tiếng đi. Đối với Alistair thì thực sự lên rank cao thế này thì gần như đó là cực kỳ là phế luôn anh em. Mình nói rằng cực kỳ là phế. Nhiều khi pick Alistair còn bị đồng đội chửi nữa, bởi vì nó khóa sóng thế chỉ được yên một chỗ. Và anh em thấy thì phát đó nó khóa sóng, mình choáng một phát mất
mất khóa, kèm theo đó thì mình xả sát thương một cách đó là free thôi. Rồi pha này thì bật chiêu cuối để ôi thôi xong rồi, pha này bị đó là dừng tém địch quạt rồi thôi, có lẽ á cay lúc này đâu anh em ạ. Pha này thì không còn tốc biến nữa nên là không chạy được. Chấp nhận thôi. Pha đó thì mình cũng hơi chủ quan này anh em ạ, hơi hùng lưu. Khi nghĩ là có thể là ăn được, đó là rừng tém địch Aizen nó bật chiêu cuối, nó quạt cho phạt choáng phát. Hơn nữa thì anh em thấy thì Atrix có tém địch full đám nữa. Nên là những cú đánh của nó thì cũng cực kỳ là đau. Về phần trang bị dành cho vị tướng Slim thì mình sẽ lấy những món đồ như sau. Đầu tiên thì anh em lấy cho mình đôi giày dung mục tăng tốc đánh. Tiếp đến thì đó là kiếm điên. Tiếp đến thì sẽ lấy cho nó hai món đồ chỉ mang, thành kiếm và sóng đao bảo tạp. Sau đó thì một món đồ xuyên giáp kiếm Muramasa. Và cuối cùng đó là giáp hồn mình để đảm bảo an toàn thôi. Đó là build đồ mình sử dụng dành cho vị tướng Slim. Uầy, ông này lại bị ông này bắt rồi. Mình pha này thì ulti và tốc biến. Đó là chạy được rồi anh em ạ. Rồi pha này vẫn chạy được. Ôi, hơi lỗi rồi anh em ơi. Pha đó chạy thì ngon hơn rồi. Đang quay trở lại bắn thêm vài bá phát nữa. Beatrice tem địch ghim rồi anh em ơi. Pha đó thì SP tem mình chạy nhanh hơn mình nữa. Beatrice tem địch gì quá. Pha đó thì mình cũng dài nữa. Thứ nhất đó là mình tưởng đó là bên quá bên kia được vừa tương. Thứ hai nữa đó là mình bỏ chạy thì chắc là sống rồi đó. Và đó còn quay trở lại xả sát thương nữa. Nên là cuối cùng thì lên bảng điểm số. Thế thực tế thì nói chung nhiều khi sánh quá thì cũng tạo tâm lý chủ quan anh em ạ. Di chuyển hơi hở hánh một xíu. Nên là bây giờ thì sẽ đó là cẩn thận hơn nhá. Tránh trường hợp là Beatrice tem địch bắt thêm lần nữa anh em ạ. Chỉ bắt hai lần chứ không thể là quá 8-3 bần được. Ok, thì hiện tại bây giờ thì nói chung hai bên thì tem bên mình đó là nhìn hơn so với tem bên địch về thế trận thôi. Về chất tường thì tem bên mình cũng ổn anh em ạ. Tem bên địch thì có dọn giai đoạn cuối game thì cũng rất chi là khỏe. Pha này thì Atrix không biết thấy sai mình chưa, mình nghĩ là nó cũng thấy rồi. Mình vẫn cố gắng đỡ đán con rồng này, ăn được thì ăn, không ăn được thì thôi nhá. Ôi thôi xong rồi, Superman tem mình bị bắt đường rửa rồi. Pha này thì mình nhảy qua bờ tường để né sát thương đến từ Atrix, nhưng mà chắc có lẽ là con rồng thì không giữ được rồi anh em ạ. Mất rồng rồi. Thì hiện tại thì búa xanh ra rồi, nhưng pha này thì mình sẽ không ăn búa xanh của rừng nhá, bởi vì rừng tém mình thì đang trên đường di chuyển ra. Nên là nhiều khi anh em lừa thời điểm mà ăn, chứ không phải là lúc nào anh em cũng ăn được búa xanh cả anh em ơi. Rồi pha này thì một pha ulti tốc biến, nhưng pha này thì mình được bắn free rồi, chắc chắn hôm nay thì G-Rack chạy đâu bạn ơi. G-Rack lên bảng điểm số này, lao cơ khí có dính hay không, nhưng mà trật mất rồi. Lao cơ khí thì có thể trật, gió thì có thể chạy được, cái trụ này thì chắc chắn là không có cửa để chạy rồi. Ôi, gió bắt đầu xảy đau rồi nhá, gió bắt đầu xảy đau rồi nhá, lương sát thương, ôi. Xíu nửa mình lên bảng điểm số luôn anh em ạ. Ở trung tâm này thì đám sát thương của gió thì một xảy có thể là lấy đi 2/3 lượng máu của mình là chuyện bình thường. Nhưng mà chất tưởng của Zon điểm mạnh thì lường đám, nhưng mà điểm yếu là đồ cơ động. Nó kèm cơ động hơn đó là Slim rất chứ là nhiều. Bởi vì Slim lao cơ khí trúng thì có thể tăng tốc chạy này, chiêu hái có thể là nhảy qua tương này, chiêu cuối cùng có thể là tăng tốc độ di chuyển nữa. Nên là việc đó là Slim thì sẽ chủ động hơn trong những phá đó là né. Còn đối với Zon mà khi đã bị bắt rồi thì thực sự rất chứ là khó để chạy luôn. Và này thì chắc là mình cũng phải lùi lại một nhịp anh em ạ. Rồi, tốc biến để né đó là cục kèo đến từ G-Rack này. Chứ phát đầu bị G-Rack kèo phát là thôi sóng. Ôi dồi ôi luôn á. Ok, thì bây giờ sẽ ăn luôn rồi đó con ta thân xế giá này nhá. Rừng không ăn thì thôi, mình ăn cũng được. Ăn ta thân xế giá thì có lợi thế, đó là đầy trù hơn. Thì ăn được con ta thân xế giá này thì chắc là lên tổng tấn công và kết thúc trận đấu thôi. Kết thúc được trận đấu càng sớm càng tốt, giữa giai đoạn cuối game có G-Rack có thêm gió nữa. Rồi pha này lao cơ khí này. Khi G-Rack tem địch hụt thì anh em chỉ cần lao cơ khí trúng, chiêu một trúng là chắc chắn thì G-Rack của tem địch sẽ bị ngắt. Pha này thì ăn luôn được là màng của xạ thủ tem địch. Ngon ngay. Có thêm được là con rồng tiến phong thế này nữa thì chắc là lấy trụ này được á. Lấy được một đường lính siêu cấp là ngon. Rồi lao dính rồi, nhưng pha này thì chắc chắn là mình không dám băng trụ. Nhưng mà nhận thấy là có tí ni lao vào rồi, choáng trùng tiếp này. Lần này thì trả thù được.
Alistair khỏa thì mình không ngại cho lắm anh em ạ. Đây là điểm yếu Alistair. Bán cho nó giả phương mình, lên liêm đoạt mình, lao cơ khí và nhảy ra một cách an toàn. Đơn giản như đan giờ này anh em ạ. Pha này thì mình khá là thấp máu nên là cẩn thận một xíu này. Thôi chắc có lẽ là phải lùi lại anh em ạ, phần trước kết thúc được trận đấu. Bởi vì hiện tại thì mình khá là thấp máu. Lấy được đó là một đường lính siêu cấp, hai đường lính siêu cấp, vậy là quá thành công rồi. Chỉ còn một đường nữa thì xíu nữa án con là ta thân sẽ ra phút thứ 15. Thì việc lấy trù thì sẽ cực kỳ là đơn giản. Về phần phù hiệu dành cho là vị tướng sơ lính thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu tinh linh nhanh nhé. Với tinh linh thì bây giờ phù hợp rất chỉ là nhiều vị tướng đó là xạ thủ luôn. Còn về bảng ngọc thì anh em lấy bảng ngọc dành cho là sơ lính như sau. Ngọc đỏ anh em lên cho mình, đó là 5 viên tốc đánh chỉ mang, 5 viên tỷ lệ chỉ mang và xạ thứ chỉ mang. Ngọc tím thì 7 viên tốc đánh tốc chay, 3 viên hút máu, con ngọc xanh cống vật lý và xuyên giáp. Ok, pha này thì chắc có lẽ là quay trở về đó là an ta thân xế giáp thì sẽ hợp lý hết. Và bây giờ thì tém bên mình cùng đó là đang an ta thân xế giáp. Mình trở về đó là hỗ trợ đó là mình tém mình ăn một cách an toàn nhất nha. Con ta thân xế giáp này thì cực kỳ là khỏe luôn. Có con ta thân xế giáp này thì việc cống trù thì rất chi là dễ. Ta thân xế giáp cực kỳ là đau luôn anh em ạ. Tu lên tém mình chỉ còn là một chấm máu nữa thôi. Thì bây giờ sẽ ép trù thôi, không biết có lấy được thêm một đường lính siêu cấp nữa hay không này, hay là phải chờ đó là con ta thân xê ra lên. Có giao tránh rồi anh em ạ, có giao tránh ở khu vực đó là đường rông rồi. Và này thì chắc có lẽ là mình sẽ di chuyển qua đó là khu vực đường rông để hỗ trợ tìm luôn nhá. Ở trung tâm này lường đám của vị tướng sơ lính thì không phải ban cài nữa rồi. Lượng đám thì to rồi anh em ạ. Rồi pha này thì sẽ lại chơi luôn ý. Lao cơ khí, ôi pha này thì không dính mất rồi. Nhưng không sao cả anh em ạ. Bật chiêu cuối để né floor này. Rồi quay trở lại xả thật thướng này. Chạy đâu. Lên bảng điểm số này. Rồi lao cơ khí phạt nữa này. Dính ngay Grac này. Tiền Grac lên bảng điểm số này. Ôi SP tem mình lùng ngay cái triple kill luôn anh em ạ. SP tem mình lên phún phép nên là tỷ nì cấu rìa thì cũng cực kỳ là đau luôn. Pha này thì chơi giòn luôn này. Mình đang còn giáp hồ mạnh nhá, bán lên cho nói liêm đoạt mạnh, quay trở lại thì dọn tem đi bốc hơi mất rồi. Và chắc chắn thì trận đấu này sẽ kết thúc ở đấy. Và cuối cùng thì dọn số phí đó là thua, đó là sơ lím tí ký thôi. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip, nếu thấy hay đừng quên để lại cho NMH một like và đăng ký kênh của tinh thần. Bye bye.